Trung tâm Mưu xin chào anh em nhá. Hôm nay thì Mưu lại lên sóng tiếp thị giới thiệu tới anh em về hai mã sản phẩm, đó là những mã súp GZX118 và 218 cũng như cặp loa 712M. Thì trong thời gian vừa rồi thì anh em cũng nghe vài luồng thông tin của một vài anh em đang hot trên mạng về những sản phẩm của hãng JBL. Thì ngày hôm nay thì Mưu cũng tiếp thị giới thiệu và nhấn mạnh nói thêm một số thành phần làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của hãng JBL, cũng như làm cho thị trường bị dao động đối với khách hàng. Ngày hôm nay thì Mưu sẽ thực hiện một video clip giới thiệu tiếp thị tới anh em về những sản phẩm này, và đồng thời nhấn mạnh trong video clip nói thêm là anh em nào bán hàng gì thì bán, nhưng làm sao để hợp lý với lòng dân, là hợp lý thoải mái để cho khách hàng mua, tránh tình trạng là người chơi bị dao động, cũng như làm mượn cái cớ để hạ thấp uy tín người khác, rồi thì lại được câu like, câu view trên trang của mình và để bán hàng anh em nhé. Thì Hiền Mưu cũng nói thế để anh em biết được, cũng như vài cái hiện tượng mạng gọi là hot nổi xong là kích cầu bán hàng, nhưng thực tế là giá của các ông bán thế nào thôi. Thì ngày hôm nay thì Mưu sẽ lên sóng và đưa cho anh em một mức giá của hàng bãi với những cặp, những con súp GX118 và đôi 712M cực mới này với giá tốt anh em nhá. Nói về hàng bãi thì để anh em nắm sơ lược, hàng bãi là hàng đã qua sử dụng nên nó sẽ có những khiếm khuyết không thể tránh khỏi, ví dụ như nó sẽ cũ đi, hình thức nó có thể bị biến dạng thay đổi, chuyện bình thường em nhá. Ví dụ như có thể bị sơn tỉa cũng bình thường, nhưng chất âm của nó là cái điều quan trọng. Và điều thứ hai, đối với hàng bãi thì có những đôi còn zin, có những đôi mất zin là chuyện bình thường anh em nhá. Ví dụ như kể cả như người ta mua, có thể mua một cái bát bãi cũng được, mua một cái thùng bãi vẫn ok, nhưng nó đều có giá trị anh em nhá, chứ không cái gì là không có giá trị cả. Thế hôm nay để em nhấn mạnh để giới thiệu để anh em sơ lược nắm được là không có gì là không có giá trị cả, kể cả con ốc nó cũng có giá trị, đến cái tem cờ, đến cái tay sách, đến con thùng của nó cũng có giá trị riêng của nó. Chứ nhiều khi vừa rồi có một hai anh em cũng hot trên mạng nổ vang trời, mà nghe cảm giác như kiểu là ông mang chất là ông bố đời, nghe ngứa tai. Mưu cũng nhấn mạnh thế để anh em nắm được. Còn ông đã bán được bao nhiêu hàng ra thị trường mà ông nói như bố đời, nghe ngứa tai. Thì ngày hôm nay thì Mưu sẽ đưa ra mức giá hợp lý để anh em cạnh tranh. Còn sản phẩm thì sẽ quay chi tiết cho anh em bán hàng như nào, thì lượng hàng ra như nào tự các bác cân đối nghiên cứu. Còn kênh nào bán hàng có độ uy tín riêng, em không nói là kênh này không uy tín, kênh khác không uy tín. Còn cơ bản là giá các bác phải mua với mức giá bao nhiêu là quan trọng anh em nhé. Ngày hôm nay thì Mưu sẽ giới thiệu tới anh em về con súp GZX118 này. Thì đối với phân khúc của đời GZX118 thì Mưu cũng đã nói rõ rồi, và cũng có những clip phân tích là đối với model của GZX thì nó sẽ có 3 nơi sản xuất. Một là Made in USA sản xuất trước, hai là Made in Mexico, và ba là Made in China. Được chưa? Thế cũng phải nói thế. Và trong cái phân khúc của súp GZX, nó là phân khúc thấp nhất của hãng JB, nhưng cho ra chất âm cũng vượt trội hơn các sản súp của Trung Quốc rất nhiều. Chất âm của nó vẫn đánh giá là sâu lắng và mềm mại, không phải là và nó vẫn đánh giá là cao hơn các phân khúc súp khác anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì Mưu về được tổng là 5 con súp này, và cũng quay cận cảnh để anh em nắm được về tình trạng thiết kế của nó anh em nhá. Còn hàng đẹp hay xấu không cần phải mân mê trình bày dài, anh em mua bằng mắt và nghe bằng tai chuẩn cho anh em. Và nếu cửa hàng nào chuẩn, bán trước mua và sau mua các bác khách hàng cảm nhận biết ngay anh em nhá. Đây là con súp GZX118, đây là cái tem thông số kỹ thuật nguyên bản của nó. Có con nó mất tem nhá, cái tem nó chỉ là vật trang trí thôi, nhưng có thể mất tem, có thể là bán rẻ hơn một tí, và tem gốc có thể là người nhập vào cao hơn một tí, chuyện bình thường, 500, 300. Cái tem này thì đúng là chỉ là giấy thôi,
nó không có quan trọng anh em nhá. Nên nhiều khi là anh em đặt vấn đề tem mác rồi thì ê căng ê nước không quá quan trọng nhá. Còn cái này là nó là sắt, được chưa? Nhiều khi anh em cứ bảo sơn zin, mía sơn giếc, nói nghe kinh nhưng thực tế là sắt để 5 năm, 10 năm nó han là chuyện bình thường. Những con đời súp này thì nó cũng phải nói là nó cũng khoảng độ hơn chục năm rồi. Đấy. Có những con lâu thì là hơn chục năm, còn những con mới thì cũng 7, 8 năm. Đấy. Những con này thì là sơn chưa bị sơn. Đấy. Nhưng có con nó sơn là chuyện bình thường. Nhưng con này sơn nguyên bản nó này. Anh em nhá. À, đối với súp GX về công suất của nó khởi động có 350W thôi. Nhưng cực đại nó lên 1.400. Nên con này đánh cũng rất là mạnh luôn. Nếu chi phí cho phòng 25-30m2 anh em chơi thoải mái luôn. Độ nhạy của nó 127 dB. Chỉ có súp JB mới đưa ra được cái độ nhạy này thôi. Còn đối với các dòng súp Trung Quốc thì anh em chỉ ở dưới 100 dB. Giải đánh của nó là 38Hz cho anh em nhé. 38Hz của hãng JB. 38 là giải cũng cực sâu rồi anh em nhé. Giải bát của nó đánh rất sâu đấy anh em nhé. Đối với các dòng súp Trung Quốc nó khoảng 45Hz. Nhưng cũng có những con súp Trung Quốc tiếng cũng xuống có thể là 38, 35 bình thường. Nhưng cái độ sâu mềm của nó thì anh em phải hướng đến quả bát này. Đối với súp đơn của GZX118 thì sẽ sở hữu quả bát là 2043G. Trở kháng bát sẽ là 4 ôm. Đối với các đời súp đơn như 118, 518 sẽ là súp 4 ôm anh em nhé. Con này sản xuất made in Mexico. Sản xuất ở đâu đóng made in ở đấy anh em nhé. Kể cả anh em mua những con súp này như của hãng JB 3 sao xịn thì nó sẽ đóng là made in China. Nhưng mà thực tế là made in China hay made in Mexico hay made in Una, nó đều là của một hãng đấy. Và nó sẽ làm theo tiêu chuẩn của hãng JBL rồi. Nên anh em cũng không phải lăn tăn là chữ made in này làm gì quá nhiều anh em nhé. Thực tế nói cũng như chiếc iPhone có thể là sản xuất made in China nhưng nó là công nghệ của Mỹ cơ. Hoặc cả TV Samsung thì bây giờ nhà máy nó đặt ở Việt Nam nhưng vẫn phải làm theo tiêu chuẩn của hãng Samsung, thương hiệu của Nhật anh em nhá. Hoặc LG. Nên là anh em cũng phải hiểu cái việc là cái từ made in thì nó chỉ phần nào thôi, nhưng mà nó cơ bản nó phải là xịn. Anh em nhìn thấy con súp như cũng là, đây là con này made in Mexico này. Đây, con này made in Ura này. Thực tế là chất lượng nó như nhau luôn, không khác gì nhau. Nếu để đánh giữa hai con súp này, đây là con này đời sản xuất made in Ura này. Con này đời made in Ura này. Con này là con này là con MDD200. Con này 218 này. Con này cũng là made in Ura. Nhưng thực tế chất lượng của nó cũng như nhau, em đánh thử rồi. Phải nói là đánh thử nó vẫn như nhau, không có gì khác biệt nhá. Còn độ đẹp, độ xấu của quả bát này, anh em nhìn. Thứ nhất, sen. Ví dụ như quả bát này đấy, bát nó vẫn còn xanh màu này. Keo chỉ về rốn ok này đấy, là ổn này, được chưa? Màng riếc, gân riếc chưa bị mềm yếu là ổn, anh em nhá. Đấy, còn hàng bãi thì mình phải nói với nhau là sen, thứ nhất là sen nó da nhện da côn chưa, keo sữa riếc ổn chưa. Đấy, nhìn này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là keo này, nhện nguyên bản này. Đấy, còn tỷ lệ có nhiều con là nó da nhện thay côn thì giá nó sẽ rẻ, cũng chẳng ai bán mua vào đắt mua bán cho các bác sai đâu. Đấy, nói thật thế anh em, trong bán hàng nói nét thế dễ. Đây, ví dụ con này là zin này. Zin đẹp này, keo chỉ ổn này. Đấy. Thùng của đời này thì nó không có bồng thường. Đấy. Còn bác nào thích nhét bồng thì em nhét cho các bác. Đấy. Nó theo đời của nó rồi. Hai lỗ thở phía trước. Con này cũng vậy. Đây. Con này chất lượng, đây là Ura đây. Con này Ura đây. Đấy. Màng nó như nhau, bát như nhau, côn như nhau. Đấy. Như con này. Con này cũng là Mexico này. Đấy. Mexico. Đấy. Đấy.
Ví dụ như ba của bác này. Đấy. Ba của bác này. Ví dụ như đôi này nó sử dụng lâu hơn thì màng nó có thể là nó sẽ ố hơn. Đấy. Như con này này. Sử dụng ít hơn thì màng nó xanh hơn. Đấy, đấy là cái chuyện bình thường anh em nhá. Cũng như bác đi mua một con xe cũ cùng một đời 2010, nhưng có nhiều người là đi nhiều hơn thì giá thì nó sẽ nát hơn luôn đấy, anh em nhá. Mình nói từ thế cho nó dễ. Còn về chất lượng sản phẩm, chất âm như nhau. Đấy. Zin đẹp đấy. Ok anh em nhá. Đấy. Như con này nó mới quá. Đấy, như con này mới cống cộng này. Anh em nhá. Thì đây, hai con này cũng vậy. Đối với đời SUV GX118 này thì về giá thành của nó tại thời điểm này các bác và quý anh em biết rồi, nhập vào cũng không hề rẻ đâu. Bán ra cho các bác chỉ cộng 500 1 triệu là lên đường thôi. Thì em xin phép đưa ra một mức giá là như những 5 quả SUV GX118 này. Đây, hai quả này em chưa thèm tháo nhưng cũng toàn hàng tuyển chọn cả. Hàng cấy bãi về vẫn còn thơm phức mùi tây anh em nhá. Giá để anh em 10 triệu 500 quả. Các bác mua số lượng vậy mà mua một quả cũng thế, một đội cũng vậy anh em nhá. Thì cũng báo thế để anh em nắm được. Còn nhiều bác cũng sử dụng những cái điện thoại hoặc những cái máy quay chuyên nghiệp quay cái độ nét của nó khác. Còn em chỉ sử dụng một chiếc điện thoại thông thường iPhone 6 để quay thôi. Chất lượng hình ảnh như nào mộc ra cho anh em như thế. Nhiều anh em là khi quay lên, quay chụp lên thì rất là đẹp, nhưng về nhà nhận hàng thì đúng là không muốn nhận luôn anh em nhá. Thế này mình cũng phải nói thế nhau thế cho nó thoải mái. Còn đây, tiếp theo anh em sẽ giới thiệu tới anh em là một cặp loa SGX712 Made in Mexico. Thì đối với model này thì nó sẽ có hai nước sản xuất nhá. Phải nói rõ thế để anh em nắm được khi mua này. Đối với 712 nó chỉ có hai nước sản xuất, còn ngoài ra nó sẽ là hàng fake chẳng nhái thì em không nói. Nhưng đối với đời này sẽ có Made in Mexico và Made in USA. Đấy. Đối với sản phẩm này thì nó là sản phẩm của nó loa sở hữu bát 30. Giá thành nhập vào rất là đắt, bán ra các bác thì đúng là cũng phải cao. Vì lý do là em cũng không nhập được rẻ. Nhìn đôi loa này thôi nhưng mà hiệu quả âm thanh rất là tốt. Nếu sử dụng cho căn phòng diện tích rộng tầm 25-30m2 nhưng kết hợp thêm súp nữa thì ok luôn. Thì em xin phép quay giới thiệu tới anh em. Đầu tiên về phần thùng thành nó này. Anh em nhìn hàng bãi mà như thế này cũng là hết điểm chê rồi. Chê nữa thì đúng là các bạn chỉ đi mua hàng mới thôi. Phân tần nó này. Con này nó đời 2 phân tần anh em nhá. Một phân tần này. Đấy. Đẹp chưa? Phân tần thứ hai này. Đấy. Giếc tụ lọc rồi thì cản trở không phòng, không thay thế, không sửa chữa. Bông tiêu âm còn mới còn đẹp. Ok chưa anh em? Mát. Đối với đời mát của con này thì sẽ sở hữu là mát là 2262HPL. Made in ở đâu thì sản xuất đấy này. Made in Mexico này. Keo nhện ok. Đấy. Keo chỉ nét nẹt cho anh em. Đấy. Nhện vàng bã trầu. Màng đóng số. Đấy, màng đóng số này. Ok. Về phần màu màng, con này thì miễn điểm chê luôn. Vẫn còn xanh biếc luôn này. Đấy. Xanh biếc luôn. Rất là đẹp anh em nhé. Về phần tép. Tép con này kèn của nó sẽ là kèn gang anh em nhé. Kèn này sẽ là kèn gang này. Đấy, phải nói thế để anh em nắm được. Chứ nếu mà con này kèn mà là kèn nhựa thì tiếng nó ra sẽ khác. Đấy. Kèn gang này. Đấy. Còn đây là cốc tép này. À đây. Anh em nhìn con này là rất là mới. Nhiều con nó có thể bị thời gian nó sẽ bị han mốc. Nên cái đấy cũng không quá quan trọng nhiều anh em nhé. Chỉ có đẹp hay xấu thôi. Như thế này là đẹp rồi. Chưa? Quá đẹp rồi. Mỏng mỏng rồi. Chưa? Con có thể tay mồ hôi mình sờ đây. Mai nó sẽ mốc của chuyện bình thường. Vì con này nó sẽ có dầu dưỡng keo, dầu dưỡng côn. Nhiều con này nó còn dầu dưỡng côn, nhiều con nó hết. Chuyện bình thường. Nhưng mà hàng bãi thì các bác và quý anh em biết rồi. Cơ bản cái phần côn tép này zin là cho các bác. Đấy, zin cho các bác. Đấy. Vừa rồi là cũng có một vài anh em phân tích về con tép này
là con zin hay không zin. Nhưng mà em nhìn thì em cũng thấy là nhiều anh em là hiểu biết là vẫn có độ hạn chế về cái côn thép này, phân tích sàng xịt gây ảnh hưởng đến người khác anh em nhé. Đây là một chiếc con zin này, hàng cái bãi xịn này anh em nhé. Nhiều anh em phân tích ở cái dâu dài hay ngắn anh em nhé, dâu dài hay ngắn không phải đâu anh em nhé, dâu nguyên bản này. Đây. Như con này con zin anh em nhé, keo nó còn nguyên bản này, zin này anh em nhìn này. Con này nó là mà riêng cái ốp phơ, cái nón này nó là titan anh em nhé. Còn về zin hay không này, anh em nhìn biết này, vì cái đôi côn này thực sự nó cũng rất là đắt. Đôi côn này nếu mà các bác và quý anh em mua một đôi côn này, nếu côn linh kiện mới tinh do Mỹ sản xuất, anh em mua rơi vào khoảng 7 triệu rưỡi một đôi anh em nhé. Cũng không phải là hỏng là không có thay, đầy cái thay anh em nhé. 7 triệu đến 7 triệu rưỡi một đôi, một đôi này này. Ừ. Nhưng mà cái tỷ lệ cái hỏng hóc của cái côn này cũng thấp anh em nhé, không như các đời côn của ba số, côn này nó thấp anh em nhé. Đây là chiếc côn thép zin của 712, 715 và 738, nó cũng đều giống nhau cả, cùng mã số của nó là 2431H anh em nhé. Đây, 2431H này. Đấy. Như con này quá đẹp rồi, ok anh em nhé. 2431H, tép nó tép 8 ôm. Đây chiếc thứ hai đây. Đây, chiếc thứ hai đây. Chiếc thứ hai đây. Đấy, zin đấy. Zin đấy. Dâu ria đây. Nhiều anh em phân tích nha, kinh. Đấy, zin đây. Con này thì nó sẽ có nguyên bản, nó sẽ có một cái lớp dầu đây. Nguyên bản đấy anh em nhá. Phân tích về đôi này thì các bác cũng biết rồi, đây là một đôi loa rất là đẹp, đẹp 2262HBL made in Mexico, tép đời cùng số rồi, ok. Côn nhận đây, nguyên bản màu bát đây, đẹp chưa. Một đôi này bát này quá đẹp, một đôi tép quá đẹp rồi đấy. Đều tắm tắp đây. Thế này đã đẹp chưa? Nhưng cái giá bán ra là bao nhiêu là quan trọng phải không các bác? Ông bỏ đẹp bằng giờ nhưng giá ông bắt lên bán đắt so với trung tâm khác hàng chục triệu ấy, thì cũng chưa phải là hợp lý anh em nhé. Thì mình phải nói thế để anh em hiểu được. Đối với đôi 7SX712 này, ngày hôm nay em xin phép đưa ra mức giá là 33 triệu cho anh em nào đầu tư 72. Bao đẹp, xuất sắc cho anh em. Đấy. Thế này quá đẹp chưa? 33 triệu anh em nhé. Đi càng nó đây. Đấy, tem nguyên bản này. Ok chưa? Nói chung là mọi thứ hoàn hảo. Về chất âm không thể chê được. Ông mua đôi 45 triệu chất âm cũng chỉ như đôi 33 triệu thôi. Đấy, các bác chọn đôi nào là quan trọng. Đấy. Nhiều anh em bán đôi này lên đến 40 triệu, 38 triệu. Em chỉ bán 33 triệu thôi. Còn em xin thưa với toàn thể anh em là như này, vì em bán cái hàng JB Mỹ này ấy, nó rơi vào khoảng độ 14 năm rồi. Nói chính xác còn làm nghề 16 năm. Nhưng bán về JB này khá lâu rồi. Các bác sử dụng đặt đây, ví dụ như hàng cái bãi này, như đôi này, chuyển nguyên công về. Ngày hôm nay ở tại nhà em màu màng nó đẹp như này, nhưng các bác chỉ để sau có khoảng 3 5 tháng nhà các bác nhá. Em thề với các bác nhá, màu nó tự biến đổi luôn. Vàng oe luôn là chuyện bình thường anh em nhá. Vì cái khí hậu Việt Nam mình không như khí hậu của các nước châu Âu. Khí hậu ở nước châu Âu nó khô ráo, nó thoáng hơn. Ở Việt Nam mình khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên là một thời gian cái tự biến đổi luôn. Đấy, cho nên là về cái vấn đề mua loa hàng bãi, các bác yêu cầu zin xịn chuẩn là ok. Còn về phần màu màng, độ mới của nó thì nó cửa tiền nó chỉ lệch nhau ít thôi anh em nhá. Phải nói thế để anh em nắm được. Chứ giá các bác mua chát hàng chục triệu đồng thì thực sự nói không phải là không phải nói điêu với các bác đâu.
Ví dụ như 100 đôi nếu mà là hàng bãi thì chỉ được 3 đôi là xuất sắc rồi. Đến 4 đôi thôi, nhiều thì là 5 đến 10 đôi. Còn 90 đôi là ở thẻ bình thường rồi anh em nhé. Còn ông nào cũng mong mong mới xuất sắc thì không phải đâu. Đấy. Còn cơ bản cái giá các bác ăn cái mức giá bao nhiêu thôi. Đấy, anh em nhé. Còn tất cả, đây là em nói về phần về thùng nỉ này, nó rách thì không nói. Nhưng ví dụ các đời thùng sơn sần cát như những đôi đời cao kìa, được chưa? Có thể về nó mốc, sử dụng nó ẩm mốc thì người ta cũng phải sơn tỉa lại, chuyện bình thường, chẳng có gì cả. Nhưng miễn làm sao đảm bảo cho anh em về cái chất sơn nguyên bản, anh em nhé, chứ không có gì cả. Nhiều khi nói nó căng quá, nó mang tiếng. Kể cả những đôi như 7-15, em mua những đôi 7-15, 7-25, 8-15. Có những đôi chuyển về Việt Nam mà còn cả thùng xốp luôn. Nhưng cái ê căng của nó này, ví dụ như cái phần ê căng này, sắt này, để trong kho, tự lưu kho, tự han mốc, chuyện bình thường. Được chưa? Kể cả những cái cốc thép này, tự han bình thường. Nó han sắt để một thời gian, nó để ở vị trí ẩm mốc nó sẽ han, chuyện bình thường. Nhưng miễn là đảm bảo zin xịn cho anh em, chất tiếng không thay đổi, thế là ổn. Đấy thì em như cũng giới thiệu thế để anh em nào nhu cầu mua về hàng bãi thì biết là hướng đến. Chứ còn nhiều bác lên đây là chọn là ví dụ như đôi 4735X của em này đã đẹp lắm rồi. Em nhìn thế này hàng bãi là ok chưa? Đẹp rồi. Nhưng nhiều bác ví dụ để mình chỉ cần để có tí bụi đây cái bản ui sao loà chú bụi thế. Nhưng để nhà các bác, em nói thật các bác, đây để cửa hàng em làm hàng em còn bán, em còn lau dọn chứ còn để nhà các bác 3 tháng sau đến nhận loà không nhận ra loà mình, chuyện bình thường. Có những bác ở đây bán hàng đây, em bán hàng đây có anh Hoài nhỉ, anh Hoài đây, có những bác là trước khi mình bán cho thì loa thế nào đẹp, lúc nào chưa đẹp. Nhưng ý, đều khen đều đẹp cả. Nhưng ý là sau khi để nhà các bác dùng một thời gian ấy, có những khách ấy. Sau khi dùng một thời gian thì vẫn là thì rõ ràng một số vị các bác rõ là nhìn nó đẹp, nhưng sau một thời gian rõ ràng nó phải xuống, xong không nữa. Không, ý là nhiều bác có lau không ấy. Nhiều bác đến đâu lau còn bẩn bẩn còn khủng khiếp luôn ấy. Đấy. Đấy. Vì ở đây bọn em thường xuyên còn đấy vẫn lau chùi, còn về các bác thì cả năm trời các bác không động đến. Còn không nhận ra loa mình bán ấy. Còn cuối cùng là nhận may của cái tem. Còn nó không có tem thì chắc là chip. Chắc là không phải loa nhạc. Đấy, các bác biết rồi. Và đấy thì em nói là nhiều bác là chơi nhưng không giữ đâu. Em nói thế để anh em biết. Còn đây là cửa hàng thì mình vừa bán vừa lau chùi, gọi là làm hàng cho đẹp. Thì ngày hôm nay em xin phép giới thiệu tới anh em là đôi 712 này giá là 33.500.000. Còn 3 quả súp này, 5 quả súp này, ui mở thế mình quay cái điện thoại mở lắm, 5 quả súp này giá 10.500.000 một quả. Anh nào nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ em nhé. Còn chất nó thì không phải chê rồi, nói thương hiệu GB thì cũng không nói nữa vì phân tích quá thì cũng thành nhiều chuyện. Nhưng mà chất tiếng đảm bảo cho anh em hay, và phối hợp cho anh em những bộ karaoke là đảm bảo cho anh em. Mới nữa thực hiện một video clip hơi dài nhưng mà cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian xem video của bên em. Còn kể cả đẩy công suất vang micro bây giờ nó có tỷ loại trên thị trường. Đấy. Anh em nào kết chốt đơn trung tâm nào liên hệ em nào. Kể cả như những loại EV Mỹ này, rất nhiều luôn. Đấy, em liên hệ em nhé. Nhiều lắm.